Thưa quý vị, là rạng sáng ngày hôm nay ngày 30 tháng 3, một vụ cháy thương tâm xảy ra tại địa bàn của phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức của thành phố Hồ Chí Minh. Khi lực lượng chức năng đến nơi thì phát hiện 6 người trong gia đình đã tử vong, một người bị thương đang được đưa đi cấp cứu trong tình trạng hoảng loạn. Theo người dân địa phương, khoảng 1 giờ sáng nay, lửa bùng lên trên căn nhà cấp 4 trên đường Nguyễn Thị Định, thành phố Thủ Đức do ông Lục Trấn Tâm, 54 tuổi làm chủ. Khi đó ông Tâm đang ngủ ở ngoài nên thoát ra khỏi đám cháy, cùng hàng xóm hô hoán dập lửa và bị bỏng độ 2, được đưa đi cấp cứu. Người dân nỗ lực đập khóa cửa cứu người và tiếng kêu bên trong nhưng không thành công. 5 chiếc xe máy dựng chắn trước cửa nên càng khó khăn. Nhận tin báo, Công an thành phố Thủ Đức huy động nhiều lực lượng xe chữa cháy đến hiện trường. Dù nỗ lực nhưng 6 người trong gia đình đều tử vong trong đám cháy, bao gồm vợ, con và 2 người cháu của ông Tân. Nạn nhân nhỏ tuổi nhất là một cháu bé 2 tháng tuổi. Hiện trường cho thấy căn nhà cấp 4 có khoảng diện tích là 60m và 5 xe máy bị lửa thiêu rụi. Đến 10 giờ sáng nay, cơ quan chức năng thành phố Thủ Đức vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Được biết gia đình ông Tâm là hộ khó khăn của địa phương, căn nhà xảy ra vụ cháy rất tạm bợ, người sống sót duy nhất đang được điều trị tại bệnh viện Lê Văn Thịnh, tức là bệnh viện quận 2 cũ, trong tình trạng hoảng loạn, có ý định tự tử sau tai nạn thương tâm của gia đình. Thưa quý vị, trong khi tuổi thọ trung bình của người dân Việt Nam đang có chiều hướng giảm do tác động của môi trường cũng như là ô nhiễm nguồn nước và bệnh hiểm nghèo, thì lại xuất hiện một ngôi làng trường thọ, đó chính là làng Ngọc Đoài, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu của tỉnh Nghệ An, với hàng trăm cụ già trên 90 tuổi, trong đó thì có nhiều cụ sống trên 100 tuổi mà vẫn minh mẫn và khỏe mạnh. Mặc dù đã bước sang tuổi 101, cụ Nguyễn Thị Hoài sinh năm 1920 vẫn khỏe mạnh nhanh nhẹn. Hằng ngày, cụ vẫn cắt rau cho gà ăn. Cùng làng có cụ Nguyễn Thị Diện đã bước sang tuổi 103 nhưng lưng vẫn thẳng, da vẫn hồng hào và rất minh mẫn. Cụ có 6 người con, 14 cháu và 18 chắt. Hằng ngày, cụ vẫn giúp con làm mọi việc trong nhà, từ nấu ăn, giặt giũ đến dọn dẹp. Nhiều lúc đi vắng thì bà cũng bắt nồi cơm, rồi chăm cái thằng chắt. Gia đình nói chung là tuổi già chứ mà tinh thần của bà vẫn tốt, cũng khỏe. Theo thống kê năm 2021, toàn xã Quỳnh Ngọc có 655 cụ ông cụ bà từ 60 tuổi trở lên. Riêng làng Ngọc Đoài có đến 245 cụ từ 60 tuổi trở lên, chiếm hơn 1/3 người cao tuổi của toàn xã. Trong làng cũng ít khi có người mất vì bệnh ung thư. Đây cũng là ngôi làng được bao quanh bởi con sông Thái, đất đai phì nhiêu, hoa màu tươi tốt. Mặc dù chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh được nguồn thức ăn là bí quyết giúp người dân ở đây sống trường thọ, tuy nhiên một nét độc đáo của làng Ngọc Đoài hiện nay vẫn duy trì được phương thức sản xuất tự cung tự cấp là chính. Sản phẩm nông nghiệp thực phẩm ở đây, người dân chỉ có đưa đi bán ra chứ hiếm khi mua vào. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14, ngày hôm nay, ngày 30 tháng 3, Quốc hội bắt đầu tiến hành quy trình nhân sự chủ chốt của nhà nước, Quốc hội, Chính phủ. Dự kiến sáng ngày 31 tháng 3, Tân Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ nhậm chức, Tân Chủ tịch nước tuyên thệ nhậm chức vào sáng ngày 5 tháng 4 và chiều cùng ngày, Tân Thủ tướng Chính phủ tuyên thệ nhậm chức. Trong phiên buổi sáng, Quốc hội thảo luận tại hội trường về các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Sau nội dung này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở đoàn về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Trong phiên họp chiều cùng ngày, Quốc hội đã biểu quyết luật phòng chống ma túy sửa đổi, nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Quốc hội tiến hành quy trình miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Sau đó, Quốc hội nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử Quốc hội bầu cử Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Thảo luận tại đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Trong các ngày làm việc tiếp theo, Quốc hội tiến hành quy trình bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, miễn nhiệm và bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021. Thưa quý vị và các bạn, là sau hàng loạt vụ giao dịch cây lan đột biến với giá là hàng trăm tỷ đồng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận,
Hội giống cây trồng Việt Nam đã chính thức lên tiếng, cho biết là tới thời điểm hiện tại, cây lan đột biến chưa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận là một giống lan chính thức được lưu hành trên thị trường. Theo chuyên gia nghiên cứu nuôi cấy mô của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, lan đột biến rất hiếm, bởi đây là loại lan có sự thay đổi về màu sắc, cánh môi, tỷ lệ đột biến rất thấp. Có khi hàng triệu cây mới có một cây đột biến ngoài tự nhiên. Qua bao nhiêu thế hệ lai chéo mới tạo ra được màu sắc, hình thái như thế. Quá trình lai tạo ngoài tự nhiên mới được gọi là đột biến mới hiếm. Trong khi đó, Chủ tịch Hội giống cây trồng Việt Nam khẳng định, cho đến thời điểm này, chưa có giống lan đột biến được đăng ký hay được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận là một giống lan chính thức. Bởi trong luật trồng trọt quy định, trước khi kinh doanh sản xuất một loại giống cây trồng nào đó thì phải được công nhận là giống được lưu hành trong thị trường. Sau một thời gian dài tạm lắng xuống thì hiện bệnh viêm da nổi cục châu bò đã lây lan ra 11 huyện của tỉnh Thanh Hóa. Theo báo cáo mới nhất của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thanh Hóa, trên địa bàn tỉnh hiện có thêm 336 con trâu, bò tại 7 huyện mắc bệnh viêm da nổi cục. Cơ quan chức năng đã buộc phải tiêu hủy 21 con trâu bò mắc bệnh này. Các thôn có dịch cũng đã phun tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi, chuồng trại, đường làng, ngõ xóm, bãi chăn thả 2 ngày một lần. Các thôn chưa có dịch tiêu độc 3 ngày một lần bằng các loại hóa chất sát trùng liên tục trong vòng 3 tuần. Đến nay, Thanh Hóa đã huy động 21.000 lít hóa chất tiêu độc khử trùng, 3 tấn vôi bột, trên 2,2 nghìn lít thuốc diệt côn trùng, ruồi, muỗi, ve, mòng để phòng chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên châu bò. Thưa quý vị, theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị, việc thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh thời gian qua dù đạt được những kết quả tích cực, nhưng vẫn còn đó nhiều điểm còn hạn chế. Nếu Quảng Trị không tháo gỡ được những điểm này, việc khắc phục thẻ vàng IUU của địa phương này vẫn sẽ là một thách thức. Hiện việc triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá tại Quảng Trị vẫn chưa đảm bảo lộ trình đối với khối tàu cá từ 15 đến dưới 24 mét. Chỉ mới lắp đặt được 140 trên 362 tàu. Chưa đối chiếu thông tin về hệ thống giám sát hành trình khi giám sát sản lượng thủy sản cập cảng mà chỉ dừng lại ở việc đối chiếu với nội dung trong báo cáo và nhật ký khai thác thủy sản mà ngư dân cung cấp. Do đó chưa đảm bảo độ tin cậy trong công tác kiểm tra, kiểm soát và giám sát sản lượng thủy sản bốc rỡ qua cảng. Công tác thanh tra kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi khai thác IUU như không thông báo trước khi vào cảng theo quy định, tắt thiết bị giám sát hành trình tàu cá. Thưa quý vị, mưa lũ trong năm 2020 đã xóa sổ 100% đàn ong nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của các cấp chính quyền địa phương, diện tích đàn ong mật của Quảng Bình hiện đã bắt đầu được khôi phục. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên Nông nghiệp 24 giờ tại xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, nơi có diện tích rừng tự nhiên và số lượng các hộ nuôi ong truyền thống lớn nhất trong toàn tỉnh Quảng Bình. Nuôi ong đã hơn chục năm nay, chưa khi nào nhà ông Duyệt và các hộ nuôi ong tại xã Trường Xuân bị thiệt hại như trận lũ lịch sử này. Lũ lên cao, ong ngoài vườn ngập sâu trong nước. Trong cái năm nay là ảnh hưởng thất thu rất lớn, tức là vào thời điểm tháng 10, nhưng mà thường thường ong vào tháng 10 thì thu hoạch cũng đã gần hết rồi, cũng thêm một đợt nữa, nhưng mà cái ong giống xóa sổ. Trước những thiệt hại của người nuôi ong Trường Xuân, chính quyền địa phương cùng Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông qua dự án xây dựng mô hình mỗi xã một sản phẩm OCOP ở một số tỉnh Bắc Trung Bộ, tiến hành hỗ trợ 50% kinh phí mua 250 đàn ong giống và các vật tư khác giúp bà con nuôi ong tại đây khôi phục sản xuất. Lũ 2020 là như hợp tác xã là đàn ong là chết là hình như là gần 100%. Đấy. Và hợp tác xã cũng chết tổng đàn là nhiều. Nhưng mà sau khi cả chương trình này thì qua cả cái tổ chức kêu gọi của cả kênh thì vừa rồi đã hỗ trợ để ổn định lại đàn ong. Bên cạnh những hỗ trợ về kinh phí, một hợp tác xã với quy mô hơn 15 hộ tham gia đã được thành lập. Dưới sự tư vấn hỗ trợ của dự án và các nhà khoa học, mật ong Trường Xuân được định hướng phát triển trở thành sản phẩm OCOP của tỉnh Quảng Bình. Từ khi mà được ban hành dự án mà để hỗ trợ các cái sản phẩm xây dựng OCOP á, thì hợp tác xã là hưởng rất là nhiều. Khâu thứ nhất là về cái mặt là tuyên truyền quảng bá và xây dựng các cái hình ảnh của hợp tác xã về mật ong Trường Xuân,
và cũng được hỗ trợ là kinh phí để là cho các cái hộ thành viên hợp tác xã là mua là đàn ông để tăng thêm là cái mở rộng quy mô sản xuất, thực hiện các hoạt động, một số những hoạt động để tăng cường cái năng lực quản lý của hợp tác xã, cái tăng cường về cái chất lượng sản phẩm và tăng cường về những cái những cái công cụ về quảng bá xúc tiến thương mại, rồi xây dựng đưa vào cái vận hành cái hệ thống nhãn mác bao bì sản phẩm theo đúng cái quy định. Trên cơ sở những kết quả tích cực này, Ủy ban Nhân dân xã Trường Xuân và người nuôi ong tại đây đặt mục tiêu đến cuối năm nay, sản phẩm mật ong Trường Xuân sẽ trở thành sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh của Quảng Bình.